Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, một người phụ nữ đã có 5 đời chồng nhưng vẫn ham mê với những cuộc tình ái bên ngoài. Khi thấy người đàn ông của mình không đáp ứng hay thỏa mãn được mình, bà ta liền có suy nghĩ sẽ khiến cho người đàn ông ấy biến mất khỏi thế giới. Tàn độc hơn, bà ta còn kéo theo hai người con đẻ của mình vào những kế hoạch tội lỗi này. Ngôi nhà nhỏ ở thành phố Gun Barrel, bang Texas, Mỹ là nơi ở của người phụ nữ tên Betty Lubis, 46 tuổi. Ngôi nhà ấy, người ta nhìn vào sẽ khen rằng chủ nhà thật là người có con mắt thẩm mỹ và yêu thiên nhiên. Một khu vườn xanh mát với giếng nước được xây và trang trí hoa văn tỉ mỉ, một vài bụi thu hải đường và một vài bụi dạ yến thảo. Thế nhưng đâu ai biết, dưới lớp thảm đẹp ấy là thi thể của Cap Jimmy Beach, một nhân viên cứu hỏa 46 tuổi đã nghỉ hưu và cũng là người chồng thứ năm của Betty mà chính ả đã ra tay sát hại. Betty Lobis sinh năm 1937 trong một gia đình làm nông trồng thuốc lá tại Bắc Carolina, Mỹ. Đã có lần Betty đã đưa ra cáo buộc đối với cha mình và một vài người họ hàng khác về hành vi tấn công tình dục với mình. Trước khi đến với Barker và sau đó là Bis, Betty đã có ba đời chồng và 6 đứa con, trong đó một bé gái có tên là Shirley Thompson và một bé trai có tên là Robbie Branson là hai bé bị chính mẹ đẻ của mình lôi vào hành vi giết người sau này. Cuộc hôn nhân với người chồng đầu tiên của Betty là với Robert Branson. Đó là cuộc hôn nhân có lẽ là yên bình nhất của Bis, kéo dài 11 năm từ năm 1952 khi đó Betty mới 15 tuổi đến năm 1969 và sinh ra 6 đứa trẻ. Năm 1970, Betty quen một người đàn ông khác có tên là Billy Lane và cũng là người chồng thứ hai của ả sau này. Ban đầu, mối quan hệ của Betty và Lane không được thuận hòa. Giữa hai người xảy ra nhiều xích mích thậm chí lên đã có hành vi tấn công bạo lực với người yêu của mình sau một năm quen nhau cả hai đã chia tay thế nhưng sau đó ít lâu người ta đã thấy lên xuất hiện trong nhà của betty vào một buổi tối thế rồi người ta nghe thấy tiếng súng nổ tuy nhiên may mắn là không có ai tử vong lên bị trúng hai viên đạn nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng betty nói rằng lên đã nhìn thấy cô ở quán bar và nói chuyện thân mật với một người đàn ông khác cơn tức giận nổi lên lên đã đi theo cô về nhà và lớn tiếng dọa giết cô đó là câu chuyện của betty còn lên thì nói rằng Betty đã gọi cho anh ta và cầu xin anh ta quay lại với mình. thế nhưng do lên không đồng ý nên Betty đã rút súng bắn anh ta. hai lời khai khác nhau nhưng dù câu chuyện nào là thật, câu chuyện nào là giả thì lên bị thương và cảnh sát đã vào cuộc. tại cơ quan cảnh sát, Betty đã nói lại lý do đó nhưng cảnh sát không tin và cáo buộc cô ta với tội danh cố ý gây thương tích. những tưởng Betty phải hầu tòa, tuy nhiên thật lạ, lên bỗng nhiên đứng ra ký kết cam đoan rằng lời khai của Betty là sự thật. nhờ đó ở được tại ngoại và còn lạ hơn nữa sau tất cả những gì Betty đã làm, lên vẫn cầu hôn cô ta. Tuy nhiên cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài một tháng. Vào năm 1973, Betty, khi đó đang làm việc tại một quán bar, đã gặp và kết hôn với người đàn ông thứ ba. Đó là một nhân viên bán hàng có tên là Ronnie Trowkel. Kéo dài 5 năm nhưng cũng giống với lần đò trước đó, đầy xích mích, cãi vã. Và Betty đã một lần nữa tự tay kết thúc cuộc sống hôn nhân của mình bằng âm mưu giết chồng Thế nhưng may mắn với Ronnie khi anh phát hiện ra sự điên cuồng của vợ mình và lên kế hoạch trốn chạy thành công. Sau khi Ronnie biến mất, Betty đã quen và kết hôn với hai người đàn ông khác Doy Barker và Cap Jimmy Beach. Đó cũng chính là hai nạn nhân chết trong tay của quá phụ đen. Đó là vào năm 1983, mấy ngày trước khi Betty thực hiện kế hoạch giết Beach, ả à đã bảo chồng đào một chiếc giếng để làm đẹp khuôn viên nhà. Và tất nhiên, Beach đã vui vẻ làm theo lời vợ mà không biết rằng anh ta đang tự đào một ngôi mộ cho chính mình. Xong việc, Betty còn nhờ Bits xây thêm một nhà kho sau nhà mà theo lời ả là để chứa một vài thứ thừa thãi trong nhà. Và tất nhiên, Bits làm đúng theo lời vợ. Thế nhưng sự thật không như những gì anh nghe thấy. Nhà kho đó thực chất là để ả làm bình phong, che giấu đi xác người chồng thứ tư của ả, ông Doyle Barker. Hai năm trước đó, tức là vào năm 1981, khi Barker đột ngột biến mất, Betty đã nói với bạn bè và hàng xóm rằng giữa hai người đã xảy ra cãi vã. Thế rồi vì đó mà chồng ả, Barker, đã bỏ đi, để lại chiếc xe tải của ông theo đúng như kế hoạch, ngày 6 tháng 8 năm 1983, tại cơ quan cảnh sát địa phương, Betty đã thông báo rằng chồng mình, Cap Jamie Beach, đã mất tích. Như lần trước, lại là một câu chuyện mà Betty kể với mọi người. Ả à nói Beach đã có chuyến đi câu vào buổi tối, và đó là lần cuối cùng ả à nhìn thấy chồng. Khoảng một tuần sau đó, người ta tìm thấy chiếc thuyền mà Betty nói là của chồng mình trôi giặt trên hồ. Viên nitroglycerin nằm rải rác ở bụng thuyền, khiến mọi người tin rằng Beach đã bị chết và ngã thuyền do lên cơn đau tim. Hai câu chuyện được biết kể, nhiều kẻ tin nhưng cũng không ít người ngờ. Thế nhưng sự thật đến cuối cùng cũng sẽ được tìm ra và Betty thì không thể nghĩ được điều đó. Không tin tưởng lời nói dối của người phụ nữ đầy âm mưu và thủ đoạn này, cảnh sát đã bí mật tiến hành điều tra. Một người hàng xóm cho biết trong sân nhà của Betty có một chiếc giếng nước bí ẩn. Điều kỳ lạ là lần nào đi qua đó, con chó của người này cũng chạy thẳng đến cây giếng nước và liên tục sủa rất dữ dội. Tuy nhiên, phải đến 2 năm sau ngày ông Jimmy biến mất, Cảnh sát mới tìm ra manh mối dẫn đến khoảng sân đầy khả nghi của bà Betty, mà thật bất ngờ là nhờ lời nói trong lúc say rượu của ả. Sau khi người chồng thứ năm qua đời, Betty tiếp tục những cuộc tình không ngừng nghỉ của mình và đã có bạn trai mới. Thật không may mắn cho ả, trong một lần uống rượu say, trong vòng tay của tình nhân, ả đã khoe khoang với hắn rằng đã giết chết hai người chồng trước kia của mình mà người không biết, trời không hay. Vậy là từ chính miệng mình, Betty đã nói ra bí mật mà ả đã che giấu một cách thành công trong nhiều năm liền, và cũng từ đây. À có một cái tên khác, Quá phụ đen của Texas. Trước khi giết Barker, Betty đã lên kế hoạch và nói với Shirley Thompson, một trong sáu người con của mình. Sau khi ra tay với Barker thành công, ả đã nhờ Shirley giúp ả cùng chôn thi thể Barker ở mảnh sân sau nhà. 8 tháng sau đó, một người nữa đã bị Betty giết hại, đó chính là Bish và cũng chính là người chồng cuối cùng của ả. Bish chết, ả đã nhờ con trai của mình là Robbie Branson giấu xác Bish ở giếng và dựng hiện trường giả cơ quan cảnh sát điều tra đã phải tốn khá nhiều thời gian trước khi tìm được đến bằng chứng quan trọng nhất, đó là thi thể của các nạn nhân được chôn trong khuôn viên nhà Betty. Sự thật thì không thể chối cãi, thế nhưng Betty không hối lỗi nhận trách nhiệm. Ả à đã cố gắng đổ tội cho hai đứa trẻ mà chính Ả à đã rứt ruột sinh ra, và đương nhiên là suy nghĩ ấu trị ấy đã không được chấp nhận. Năm 1985, trước vành máu ngựa, với những bằng chứng và nhân chứng không thể chối cãi, Ả à đã bị kết tội với y án tử hình. Thi hành án được thực hiện vào ngày 24 tháng 2 năm 2000 bằng hình thức tiêm thuốc độc. Khi đó Betty Loebis, 62 tuổi. Thưa quý vị, Bel Gandis từ nhỏ đã sống trong nghèo khó nên cô ta luôn mong muốn có một cuộc sống giàu sang trong tương lai. Khi trưởng thành, người đàn bà này đã một mình đến Mỹ và tìm ra lỗ hổng của ngành bảo hiểm. Từ đây một ý định làm giàu dễ dàng đã nhen nhóm trong bộ não tàn ác ấy. Cho đến tận ngày nay, cái tên Bel Gandis vẫn là một cái tên khét tiếng trong lịch sử tội phạm của nước Mỹ. Thậm chí tên của người đàn bà này còn được nhiều người nhắc đến để đe dọa những đứa trẻ không nghe lời, khiến hình ảnh về quá phụ đen càng trở nên kinh dị hơn gấp bội phần. Trên thực tế, Bell là một trong những quá phụ đen đầu tiên và là người đàn bà khét tiếng nhất trong lịch sử tội phạm nước Mỹ khi giết đến hơn 40 người, trong đó có cả chồng và con của chính ả. Nhiều người cho rằng Bell Garnett chính là hiện thân của ác quỷ. Bell Garnett xuất thân nghèo khó Lớn lên trong một ngôi làng nhỏ ở Na Naui, Bell lên đường sang Hoa Kỳ để tìm kiếm cuộc sống giàu có, xa hoa. Và tại Chicago, Bell phát hiện ra một cách kiếm tiền vô cùng tinh vi, khéo léo, nhưng cũng không kém phần gian ác, đó chính là gian lận bảo hiểm. Nỗ lực gian lận bảo hiểm của Bell bắt đầu ngay sau khi ả kết hôn với người chồng đầu tiên, ông Max Sarenson, vào năm 1893. Hai vợ chồng cùng nhau mở một cửa hàng bánh kẹo nhỏ trên phố và lời lượt có bốn đứa con, Caroline, Axel, Miro, Lucy và nhận nuôi thêm một đứa nữa có tên là Jenny Olsen. Một ngày nọ, Caroline và Axel đột ngột qua đời. Các bác sĩ cho rằng hai đứa trẻ này chết vì viêm đại tràng cấp tính. Vì triệu chứng của viêm đại tràng cấp tính và ngộ độc strychnine khá giống nhau, nên Bell đã không hề bị nghi ngờ. Do đó, ả nghiễm nhiên nhận được một khoản tiền bảo hiểm khổng lồ từ cây chết của con mình. Sau khi thấy kiếm tiền quá dễ dàng, lòng tham của Bell trở nên mạnh mẽ và dữ dội hơn. Năm 1900, ông Marsh đột ngột qua đời Mặc dù nguyên nhân cái chết được đưa ra là suy tim, nhưng gia đình ông Mark đã yêu cầu một cuộc điều tra và nghi ngờ Bell đứng đằng sau cái chết của chồng cũng như hai đứa con nhỏ của mình. Tuy nhiên vì không có bằng chứng nên Bell không bị kết tội và nghiễm nhiên được nhận một khoản bảo hiểm khổng lồ từ cái chết của chồng. Với số tiền khổng lồ nhận được từ bảo hiểm, Bell đưa ba đứa con còn lại của mình đến Lapok, Indiana. Năm 1901, Bell mua một trang trại rộng khoảng 42 hectare để sinh sống. Ngay sau đó, một phần của trang trại bị thiêu rụi một cách bí ẩn và thế là Bell lại nhận được một khoản tiền lớn từ phía công ty bảo hiểm. Tháng 4 năm 1902, Bell tái hôn với Peter Garnett. Họ về chung sống cùng nhau tại trang trại của Bell và Peter đón hai cô con gái riêng của mình về sống cùng. Không lâu sau đám cưới, một đứa trẻ đã chết trong hoàn cảnh vô cùng khó hiểu. Peter cảm thấy có điều gì đó không ổn và đã nhanh chóng gửi đứa con còn lại của mình đến ở với người thân. Peter đáng lẽ cũng nên rời khỏi trang trại đó bởi vì vào tháng 12 năm 1902, ông qua đời khi một chiếc máy xay thịt rơi ra khỏi kệ bếp và trúng phải đầu của ông. Lần này cảnh sát đã nhận thấy các triệu chứng ngộ độc strychnine và ra lệnh điều tra. Tuy nhiên do không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào, cộng với việc Bell đã khóc lóc thảm thiết và tỏ ra vô cùng đau lòng, nên cảnh sát đã quyết định rút lui khỏi cuộc điều tra. Khi người chồng thứ hai của ả ra đi, Bell không còn tìm kiếm các cuộc hôn nhân nữa. Ả đã phát hiện ra một cách hiệu quả hơn rất nhiều mà lại kiếm được nhiều tiền hơn thế. Ả đăng tin tìm hôn phu trên báo với lời ghi chú rằng mình là một quá phụ cô đơn đang sở hữu một trang trại lớn và đắt giá, cần tìm người đàn ông tốt, đáng tin cậy và giàu có. Ngay sau đó, có rất nhiều người đàn ông tìm đến và cầu hôn ả. Trước đó, trong một lá thư trao đổi, ả yêu cầu người đàn ông phải đem theo một khoản tiền và không được nói với ai rằng mình sẽ đến trang trại trước khi công khai mọi chuyện. Vậy là lần lượt mỗi người đàn ông đến với ả, sau khi gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của ả và ăn thức ăn đã được ả đầu độc thì không thể trở lại với cuộc sống nữa. Mọi chuyện chỉ được khám phá vào ngày 28 tháng 4 năm 1908 trang trại của Bell bỗng nhiên cháy rụi hoàn toàn. Khi khám phá hiện trường, chính quyền địa phương đã tìm thấy thi thể không đầu của một người phụ nữ và ba đứa con của Bell là Lucy, Mildred Sorenson và Philip Gannett. Ban đầu các nhà chức trách tin rằng Bell đã bị sát hại, nhưng vài ngày sau vụ cháy, cảnh sát tiếp tục điều tra và đào sới trang trại thì phát hiện ra ít nhất 11 thi thể, trong đó có ba thanh thiếu niên, một trẻ sơ sinh và một phụ nữ. Một trong số đó được cho là thi thể của cô con gái nuôi của Bell, Jenny Olsen đã mất tích từ năm 1906. Tiếp tục tìm kiếm, cảnh sát tìm thấy thêm răng, xương, vật dụng của khoảng 30 người khác. Đồng thời cảnh sát cũng phát hiện ra một chiếc cầu răng mà bác sĩ đoán chắc rằng đó chính là cái mà ông đã lắp cho Bell trước đó. Vì thế cảnh sát kết luận thi thể không đầu được tìm thấy chính là của Bell. Nghi phạm trong vụ cháy được chuyển hướng sang Ray Lamfer, một người làm vườn. Ray về sau bị buộc tội đốt phá trang trại nhưng không bị buộc tội cho các vụ giết người nhiều năm sau trên giường bệnh, Ray thừa nhận rằng Bell chính là kẻ giết người và đã giả chết. Anh ta không giết bất cứ ai, nhưng đã giúp Bell vứt những cái xác. Vài ngày trước vụ cháy, Ray cùng Bell tới Chicago để tìm một người quản gia nữ. Sau đó chính Bell là người đã giết và chặt đầu người phụ nữ đó để ngụy tạo cái chết của chính mình. Đây dường như là câu hỏi mà không ai có thể tìm được câu trả lời thực sự cho đến tận ngày nay. Và nếu thực sự Bell đã giả chết thì số phận của ả về sau như thế nào? Năm 1931, một người phụ nữ tên Esther Carlson đã chết ở Los Angeles trong khi đang chờ xét xử về tội đầu độc một người đàn ông vì tiền. Esther Carlson có sự tương đồng đáng kinh ngạc với Belganes, cả hai đều có độ tuổi tương đương nhau và có cùng vóc dáng như được miêu tả. Thêm một điểm đáng quan tâm là không hề có bất kỳ hồ sơ nào liên quan đến Esther vào trước năm 1908, cũng là thời điểm diễn ra đám cháy ở trang trại của Belganes. Nhiều người tin rằng Bel đã thực sự giả chết vì trước ngày trang trại bị thiêu dụi, ả à, đã rút hết toàn bộ số tiền của mình có trong ngân hàng. Liệu có phải là Ả đã tính toán hết toàn bộ và biết rằng mình đã bị lộ nên đã tìm cách cao chạy xa bay? Thưa quý vị, những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.